liên tiếp các vụ cháy cột điện xảy ra trong thời gian gần đây. Nguyên nhân là do hệ thống đường dây điện, dây cáp không được hạ ngầm, dẫn tới hiện tượng rò rỉ, chập cháy. Phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội là một trong những tuyến phố còn giữ được khá nhiều những công trình văn hóa lịch sử, thu hút một lượng lớn du khách trong nước và quốc tế tới tham quan, du lịch. Thế nhưng, tuyến phố này đang bị bủa vây bởi hệ thống đường dây điện và dây cáp nhếch nhác như thế này. Đây cũng là tình trạng đang diễn ra tại một số tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hệ thống đường dây điện không được sắp xếp, lắp đặt hợp lý, làm mất đi hình ảnh của một tuyến phố văn minh, nghìn năm văn hiến. Đồng thời, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân. Cao trên thì nó trông chẳng chịt mà đi lại nó không may nó đứt dây hoặc là có sự cố gì thì nó không được tốt lắm. Tính đến nay, 74 tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được ngầm hóa, trả lại không gian thông thoáng và tạo mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công, hạ ngầm hệ thống điện và dây cáp, đồng thời thực hiện đồng bộ và có kế hoạch cụ thể, tránh tình trạng đơn vị này vừa lắp, đơn vị kia lại đào lên.